Dạ, xin chào các anh ạ, đến với video số 199 của kênh Đầu Câu Togo Japan nha. Hôm nay em có vài cây cần câu tay lóng ngắn gửi đến anh nha. Cần câu tay thì tầm khoảng là 4 mét rưỡi cho tới 6 mét 3 luôn cho mình ha. Phơi carbon xoắn đẹp ken cho mình ạ. Có vài con máy xây tầm khoảng 4.000 cho tới 7.000 luôn nha anh. Có một con máy đuôi chuột rất là đẹp luôn nha. Cuối clip một chút xíu em sẽ gửi đến mấy anh ha. Cần hôm nay thì em sẽ gửi đến mấy anh là nguyên một lô cần 2-3 khúc phíp nha, mới về à. Có một cây cần Daiwa Kenzaki nha, chiều dài 2m7, cứng tận 3-400 nha, ngọn 5 ly mấy, to rất là to cho mình luôn ha, 5 ly 9 cần 6 ly ạ. Đầu clip thì em sẽ gửi đến mấy anh là một vài phụ kiện nha. Rồi mời các anh đón xem clip của em nhé. À quên nữa, trong cuối clip thì sẽ có một cây cần 4 khúc chiều dài 6 mét rưỡi nha mấy anh. Câu bạo lực nha, cái này cây này không biết là mấy anh đi câu gì chứ em thấy nó to dữ lắm, em cầm muốn không nổi luôn, nó tầm khoảng hơn 1 kg nha mấy anh. Đấy, cái ngọn của nó là 5 ly 8 nha, và chiều dài 6 mét rưỡi nha, 4 khúc ạ. À. Đấy, cuối clip nha, cái cây này nè mấy anh. Đó. Rồi em xin lên phụ kiện trước nha. Phụ kiện mã số 1 thì em gửi đến mấy anh đó là lưỡi câu cá chim nha. Lưỡi câu cá chim chống cắn cước cho mình ạ. À. Đấy, cái lưỡi nó dài nha, nó chỉ cắn tới khúc này thôi, tới khúc cước là nó hết cắn nổi rồi. Loại này thì em sẽ ghép combo 6 gói và mỗi gói tầm khoảng là 15 lưỡi nha nha, tầm khoảng 15 lưỡi nha. Lưỡi thì có ngạnh nha. Cái đầu của nó thì là đầu tán dẹp nha mình nha, không phải là đầu bao tròn, đầu tán dẹp nha. Lưỡi thì nó có cái màu đen như này nha, ngạnh rất là sắc luôn nha mấy anh. Ngạnh rất là sắc ạ. À. Đây, cái lưỡi nó như này nha. Lưỡi câu cá chim chống cắn cước cho mình ạ. À. Đó. Lưỡi nó to như này nha, nó chỉ cắn tới đây thôi. Đó, tới đây thì nó sẽ qua cái cước rồi nên sẽ không cắn cước được ạ. À. Đấy, chống cắn cước cho mình luôn. Combo mã số 1 à, em ghép gồm 6 gói, mỗi gói là 15 lưỡi nha, lưỡi câu cá chim cho mình ha, cá chim cá cha cho mình vẫn được luôn. Em bán với giá là 100k nha. Mã số 1 lưỡi câu cá chim 100k, 100k cho cái lưỡi này ạ. À. Mã số 2. Số 2 thì em gửi đến anh là lưỡi câu ba tiêu nha. Lưỡi này thì em sẽ ghép combo là 3 gói nha, mỗi gói thì nó tầm khoảng là để em xem bao nhiêu lưỡi nha. Nó 6-7 lưỡi gì đó mấy anh ơi. Đây em tháo ra cho mình xem nha, để em đếm ạ. Combo thì là 3 gói nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ạ. 6 nha. 6 là 6 lưỡi. 3 gói thì nó là 18 lưỡi nha mấy anh. 18 lưỡi ạ. Dạ. Ghê quá. Đây, nó như này nha mấy anh. Nó rất là to luôn nha. Lưỡi này là lưỡi câu ba tiêu nha. Lưỡi rất là to cho mình luôn ha. Lưỡi thì nó có cái ngạnh nha. Đấy, cái đầu của nó thì là đầu bo tròn cho mình luôn ha, đầu bo tròn luôn ạ. À. Lưỡi có ngạnh nè, đầu bo tròn ha, ngạnh rất là sắc nha mấy anh, ngạnh rất là sắc à. Đóng tiêu rồi ta mấy anh. Combo mã số 2 ha, em bán với giá là 120k cho cái combo này nhá, 3 gói và mỗi gói là 6 lưỡi nha. Lưỡi này là lưỡi ba tiêu nha mấy anh. Đấy, rất là ok ạ. À. Combo mã số 2 120k. Mã số 3. Số 3 thì em gửi đến mấy anh cái này là lưỡi lưỡi chính hãng Daiwa săn hàng cho mình nha, tầm khoảng lưỡi số 9 số 10 gì á, nó cũng rất là to nha. Câu biển nè, câu cá tra sông ha, câu hồ dịch vụ đều được nha. Lưỡi thì có ngạnh sắc bén nè, đó cái móc của nó rất là bén luôn nha anh, rất là nhọn cho mình luôn. Đấy. Thì cái đầu của nó cũng là đầu tán dẹp cho mình luôn nha. Chất liệu này là chất liệu rất là ok nha anh, chất liệu thép không rỉ ạ. Chất liệu thép không rỉ nha. Một combo 10 gói và mỗi gói là 8 lưỡi nha, thì một combo thì tổng hợp là 80 lưỡi ạ. À. 80 lưỡi cho mình nha. Đấy. Đấy, cái lưỡi nó to như này nha, bề ngang là 2 ô ly tập và bề dài của nó là 3 ô ly tập nha. Combo mã số 3 em bán với giá là 170k cho cái combo này nhé, 170k cho cái combo này ạ. À. Mã số 3 170 ạ. À. Mã số 4. Số 4 thì em gửi đến mấy anh là lưỡi câu cá tra sông nè, câu hồ dịch vụ nè, câu biển nha, săn hàng đánh bắt cá lớn nha. Một combo thì em có 10 hộp nha, mỗi hộp của nó là tầm khoảng là 30 cho tới 40 lưỡi nha. Lưỡi số 10 thì 40 nha, lưỡi số 11 và 12 là mỗi một hộp là 30 lưỡi nha. Đầu của nó là đầu bo tròn nha, lưỡi này là lưỡi PVLC nha mấy anh. Có ngạnh nè, rất là nhạy cá và khó sảy cá cho mình luôn ha. Một combo như này thì em chỉ bán cái giá là 100k thôi. Lưỡi số 10 thì một cái độ lớn của nó tầm khoảng là 3 ô rưỡi tập nha, 11 4 ô và 12 là 4 ô rưỡi nha. Combo mã số 4 em bán với giá là 100k trên 300 lưỡi nha, 100k cho cái combo lưỡi này ạ. À. Rồi em xin qua cước nha mấy anh. Cước mã số 1 thì em gửi đến mấy anh là cước chính hãng Daiwa nha, 0.2.5
thì tương đương với là 0.26 mm ạ. Một hộp như này là 500 m ha, nó có cái tem nhập khẩu đầy đủ cho mình luôn nè. Loại này thì mịn, dẻo dai, chống xoắn dây và chống mài mòn dây cho mình luôn nha. Đấy, Made in Japan rõ ràng đầy đủ nha, nó có thông số từng cái mã cước trên này luôn nha. Cái loại em đang bán là 2.5 nè, tương đương với 0.26 mm, tải cả trên dưới là 5 kg cho mình ha. Cái loại này câu lùa rất là ok nha mấy anh. Đấy, thả dây xuống rất là mau chìm cho mình luôn nha. Chống xoắn dây này, nó mịn hay dẻo dai, chống mài mòn dây cho mình luôn. Mã số 5 ạ. Mã số 5. Em bán với giá là 130k cho cái cước này nha. Mã 5 130k. Mã số 6 ạ. Số 6 thì em có cước Sufix 0.45 mm à, tải cả 16 kg ạ. Đấy, cái loại này thì một cuộn của nó là 100 m, em ghép combo 3 cuộn là 300 m nha mấy anh. Đấy, cái sợi cước nó như này nha. Combo mã số 5 ạ. Mã số 5. Mã số 6. 4. Mã số 6 em bán với giá là 100k nha. Mã số 6 100k cho cái cước này à, 0.45 tải cá 16 kg cho mình nha. 300 m dây nối liền nhau nha. Mã 6 100k. Mã số 7 thì em có cước này là đến từ hãng Bassa nha. RXR này mấy anh, hôm nay có loại mới nha. À, cái này là đường kính 0.28 mm, tải cá 7 kg nha, trên dưới 7 kg ạ. À, một cuộn thì nó là 100 m ha. Combo 2 cuộn thì là 200 m. Cái này nó có màu nâu sẫm nha mấy anh. Màu nâu sẫm nhưng mà trong nha, chứ không phải đục ạ. À, combo mã số 7 à, em ghép combo 2 cuộn là 200 m, em bán với giá là 120k nha. 120k cho cái loại cước RXR này ạ. À, đấy, tải cá là 7 kg cho tới 8 kg nha. Trên dưới 7 kg ạ. À, đấy, đường kính là 0.28 mm à, 0.28 mm cho mình nha, đến từ hãng Bassa ha. Mã số 7 ạ, em bán với giá là 120k. Mã số 8 thì em có cước Toto nha mấy anh. Cước Toto này đường kính của nó là 0.2 mm ạ, tải cá trên dưới 4 kg ạ. À, một cuộn là 150 m nha, cũng đến từ hãng Bassa cho mình luôn ạ. Loại này thì nó có màu trắng đục như này nha mấy anh. Đó, một cuộn là 100 m, 150 m ạ, một cuộn 150 m. Em ghép combo 2 cuộn thì tầm khoảng là 300 m nha, em cũng bán với giá là 120k. Mã số 8 120k cho cái loại này ạ, 120. Mã số 9. Số 9 thì em gửi đến mấy anh đây là dù BE nha. Cái dù này thì là dù số 10, tương đương với đường kính là 0.6 mm ạ. Một cuộn là 100 m nha, tải cả 140 lb nha, 140 lb tương đương với là trên dưới 70 kg nha. Cái này thì nó có màu xanh rêu nè mấy anh, rất là đẹp luôn nha. Cả sợi dù thì rất là chắc chắn cho mình ha. Hàng nội địa Nhật luôn nha, Made in Japan cho mình ha, đầy đủ hết luôn ạ. À, mã số 9 ạ. À, em bán với giá là 100k, 2 cuộn là 200 m nha. Mã số 9 100k, 2 cuộn. 2 cuộn 200 m. Rồi, em hết phụ kiện rồi, em qua máy nha mấy anh. Con máy mã số 1 thì em gửi đến mấy anh là một con máy chuyên lua câu ngâm được luôn nha. Con này vào cước số 0.3 là được 160 m ạ, 0.35 2 và 0.4 là 85 m nha. Cõi là hợp kim, thân là carbon cho mình luôn. Ratio thì 5.2. Một con máy Ultra Cbiz C4000, xây thực 4000 ạ. Mô bin sóng nè, tiếng kêu lưỡi gà con ha. Con gạt đây ạ. Con lăn, đổi tay qua trái phải đều được, hoạt động máy đây. Máy hoạt động ok, chốt chặn đảo chiều đầy đủ cho mình luôn nha. Con máy mã số 1 và em bán với giá là 270k cho con máy này nha. Mã 1 270 ạ, mã 1. Mã số 2 thì em có một con máy Ryobi 6000 ạ. Đây, con này vào cước số 0.285 là 270 m ạ, 0.31 là 230. Ratio là 5.2 cho mình. Đây, cõi là hợp kim, thân là carbon nha. Máy thì chạy với bạc đạn cho mình luôn ha, rất là ok này. Tay cầm thì dạng cán mút cho mình. Mô bin sóng, tiếng kêu lưỡi gà con ạ. À, cần gạt, con lăn, đổi tay qua trái phải đều được luôn nha mấy anh, chốt chặn đảo chiều đầy đủ ạ. À, con máy mã số 2 xây thực 6000 ạ. À, đấy, con ngâm lăn xê đánh lục săn hàng đều được nha. Em bán với giá là 260k cho con máy này nhé. 260k, 260. Mã số 3. Số 3 thì em có một con máy tên là Gon 7000 nha. Ratio 5.2 cho mình nè.
Vào cước 0.35 là được 300m ạ, 0.4 là 1.240 và 0.45 là 1.9, có là hợp kim thân là carbon. Đây, máy chạy bạc đạn cho mình luôn, nó không để bao nhiêu bạc đạn nên em không biết nha mấy anh. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ạ, cần gà con lăn đổi tay quay trái phải đều được ạ. Cối rất là to cho mình luôn nha mấy anh, cái cối con máy này rất là to cho mình ha. Đấy, đảo chiều chốt chặn ạ. Con máy mã số 3 hoạt động tốt, xây thực 6.000, xây thực 7.000 ạ. À. Em bán với giá là 290k cho con máy này nhé. 290k cho con máy này ạ. À. Mã số 3. Mã số 4 thì em có một con máy đuôi chuột hàng nội địa Nhật nha mấy anh. Hàng nội địa Nhật nha. Made in Japan cho mình luôn nè. Con máy này thì đến từ hãng Shimano nha. Capo Titanium cho mình luôn nè. Đấy. Shimano nha. Máy đuôi chuột này. Tiếng đầu rắc vẫn còn luôn nha. Hoạt động tốt nha. Con này mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn đây ạ. À. Vào cước số 4 là được 310m, cước số 5 260 và cước số 6 201 nha, cước số 760 ạ, à. Xây thực tầm khoảng là 67.000 nha mấy anh. 67.000 cho mình ạ. À. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn nè. Cần gà. Con lăn ha, đổi tay quay trái phải đều được, con máy này còn đẹp lắm luôn nha mấy anh, cái phôi carbon của nó rất là tốt ạ. À. Đảo chiều. Chốt chặn nè, tiếng e khi kéo cá này. Con máy mã số 4, một con máy đến từ hãng Shimano nha. Đây, con máy đến từ hãng Shimano ạ. À. Một con máy đuôi chuột nha mấy anh. Em bán với giá là 690k, hàng nội địa Nhật luôn, 690k cho con máy này ạ. À. Cái phôi còn cái độ mới nó còn cao lắm nha mấy anh. Đấy, hơn 90% ạ, à, cái phôi này. Rất là ổn áp. Mã số 4 ạ, à, 690k, 690. Rồi, em hết máy rồi, bây giờ em qua cần nha. Cây cần mã số 1 thì em gửi đến mấy anh là một cây cần tay đây ạ. À. Chiều dài là 4m5 nha. Cây này thì nó có trọng lượng là 151g, ngọn 0.9 ly, cứng là tầm khoảng 4H cho mình nha. Cái phôi màu nước sơn còn sáng trưng luôn nha mấy anh. Phía dưới tay cầm là dạng carbon nhám này, cầm rất là chắc tay ha, không bị trơn trượt gì ha. Đấy. Phôi là phôi carbon xoắn cho mình luôn nha. Em ra cần cho mình xem luôn nha, cứng 4H ạ. À. Ngọn 0.9 ly đây. Ngọn rất là đẹp. Cần ra thẳng tắp, không bị võng gì hết nha mấy anh. Đấy, phôi là phôi carbon xoắn cho mình nè. Cái phôi này rất là chắc chắn nha mấy anh. Phôi carbon này cũng ok ạ. À. Carbon này cao cấp cho mình ha. Màu nước sơn sáng trưng luôn. Độ mới cao không lỗi lầm ạ. À. Hơn 95% cho mình nha. Cây cần mã số 1 và em bán với giá là 590k cho cây cần này nhé. 590k, chiều dài 4m rưỡi, cứng 4H ạ. À. Còn nắp đầy đủ hết cho mình luôn nha. Đấy. Mã số 1 590k. Mã số 2 ạ. À. Số 2 thì em gửi đến mấy anh một cây cần tay chiều dài 6m3 đây, vân caro cho mình luôn ha. Đấy. Cây này thì nó có trọng lượng là nha mấy anh. Cái này có trọng lượng là 220g ạ. À. Ngọn của nó là 0.8 ly cho mình luôn nha, ngọn 0.8 ly. Phôi là phôi carbon xoắn cho mình luôn ha, thu gọn tầm khoảng 70cm nha. Đây em ra cần cho mình xem luôn nhé. Cứng tầm khoảng 4-5H ạ, à. 4-5H cho mình luôn. Ngọn cần ra thẳng này, phôi carbon xoắn cho mình luôn. Đẹp keng ha. Đấy, phôi xoắn này. Cứng tầm khoảng là 4-5H cho mình luôn nha mấy anh. Cứng 4-5H ạ. À. Cái cân mạc số 2 ạ. À, trọng lượng 220g. Ngọn 0.8 ly ạ. À, cứng 4-5H. Chiều dài 6m3. Em bán phi giá là 269k cho cây cần này nhé. 269k. 269 cho cây cần nè. Thu gọn 70cm nha mấy anh. Mã 2 ạ. À, 269. Mã số 3 thì em gửi đến mấy anh một cây cần đây nè, cây này chiều dài 6m3 nha, trọng lượng 240g và ngọn 0.9 ly nha. Tổng thể cây cần nó là như này nha mấy anh. Đấy, phôi là phôi carbon nhám cho mình luôn ạ. À. Cứng cũng tầm khoảng 4-5H cho mình luôn. Ngọn 0.9 ly đây ạ. À. Phôi carbon xoắn luôn, xoắn đẹp luôn. Sáng trưng luôn. Nhận hàng được kiểm tra hàng ha nha mấy anh. Đấy. Nên là cứ yên tâm ha. Cái cân mã số 3, chiều dài 6m3, cứng 4-5H, ngọn 0.9 ly ạ. À. Trọng lượng 240g.
Em bán với giá là 320k cho cái mẫu này nhá, mã số 3, 320k, 320k cho mẫu này ạ, mã 3. Mã số 4 thì em gửi đến với anh một cây cần tay Harmon, hàng Korea xuất Nhật nha mấy anh. Đấy, màu đỏ nha, chiều dài là 5,4 cho mình luôn nè. Cây này thì nó có trọng lượng là 198g nha mấy anh. Cây này trọng lượng 198g và ngọn 0.9 ly cho mình nha, ngọn 0.9 ly ạ. À. Đấy, cứng cũng tầm khoảng 4-5H nha. Cái phôi này rất ổn áp cho mình nè mấy anh ơi, rất là cứng cáp cho mình luôn nha. Ngọn cần ra rất là thẳng luôn, phôi là phôi carbon xoắn cho mình luôn ha. Sáng trưng đẹp keng. Không lỗi lầm gì đâu ạ. À. Cái cần mã số 4 chiều dài 5,4 ạ, một cây Harmon đỏ, trọng lượng 198g, ngọn 0.9 ly, em bán với giá là 370k cho cây cần mã 4 này nhé. Còn nắp chụp đầy đủ, gỡ đầy đủ cho mình hết luôn nè. Đấy, chiều dài 5,4 nha, cứng 400H, 370k mã 4. Mã số 5 thì em gửi đến với anh một cây Harmon vàng nha. Cây này chiều dài 6,3 cho mình nha, 6,3. Đấy, em có hai màu nha, màu đỏ thì là 5,4, màu vàng là 6,3 nha mấy anh. Đấy. Cái này nó có trọng lượng là 240g và ngọn 0.9 ly ạ. À. Độ cứng là 4-5H cho mình luôn. Phôi là phôi carbon xoắn cho mình ha. Cứng 4-5H luôn. Phôi carbon xoắn nè. Phôi sáng trưng. Ngọn cần ra rất là thẳng, thẳng tắp không võng gì đâu nha mấy anh. Cái cần mã số 5 mà chiều dài 6,3 m, cứng 4-5H, ngọn 0.9 ly, trọng lượng 240g mà em bán với giá là 370k cho cây cần này nhé. 370k, chiều dài 6,3 m nha, một cây Harmon vàng này, đến từ hàng Korea xuất Nhật nha. Mã số 5 mà 370k. Rồi, mã số 6 ạ. Số 6 thì em gửi đến với anh là một cây cần phíp 2 khúc nha mấy anh. Một cây cần phíp 2 khúc ạ. Cây này thì nó có chiều dài là 1,8 m nha, 1,8 m này, đến từ hãng Olympic cho mình ạ. À. Trọng lượng 184g và ngọn 1.7 ly nha. Cây này nó chinh chiến nhiều nên nó bị trầy xước nhiều nha mấy anh. Phôi là phôi carbon ạ. À. Phôi là phôi phíp vàng khoen loại sứ trắng cho mình luôn, nó bị trầy xước nha mấy anh. Cây này độ mới còn tầm khoảng 70% nha, độ mới 70% ạ, à. Do chinh chiến nhiều quá nên cái thân của nó bị trầy xước nha. Nhưng mà cái phôi cần vẫn còn đẹp nha mấy anh, bị trầy xước thôi nhưng mà phôi cần vẫn còn tốt ạ. À. Bát kim loại này chắc chắn. Phía cuối là tay cầm cán gỗ cho mình nha. Cây cần mã số 6 và em bán với giá là 150k cho cây cần này nhá. Cần phíp này, câu bè này. Đấy. Câu bè nha mấy anh. Ngọn 1.7 ly nha, đến từ hãng Olympic ạ. À. Mã số 6 ạ, à, một cây cần chiều dài 1,8 m, em bán với giá là 150k nha. Đấy, săn sale rẻ cho mình luôn mấy anh ơi. Mã số 7. Số 7 thì em có một cây cần đây, chiều dài này là tầm khoảng 8. Cái này chiều dài 2,1 m nha mấy anh, 2,1 m ạ. À. Trọng lượng 266g và ngọn 2 ly nha. Ngọn 2 ly 2 ạ, à. Ngọn 2 ly 2. Vàng khoen loại sứ trắng cho mình luôn. Đấy, độ mới thì cũng còn tầm khoảng là 70% nha, có một có vết trầy xước theo thời gian ha. Đấy. Đi chinh chiến thì mấy cái vết này là chuyện bình thường nha mấy anh. Đây, bát đây. Bát kim loại chắc chắn cho mình luôn ha. Cái cần mã số 7 à, em bán với giá là 200k cho cây cần chiều dài 2,1 m này nha, 2,1 m cho mình ạ. À. Đây. Mã số 7 200k nha. Mã số 8. Số 8 thì em có một cây 3 khúc chiều dài là 2,4 m nha. Cây này độ mới còn tầm khoảng là hơn 80% nha mấy anh. Đấy, có một vài vết trầy xước theo thời gian thôi. Độ mới còn đẹp keng nha. Đến từ hãng Daiwa cho mình luôn ha. Trọng lượng của cái cần này là 222g, ngọn 2,4 l cho mình ạ. À. Ngọn 2,4 l nha. Vàng khoen loại sứ trắng cho mình ạ. À. Cây này độ mới còn cao nha mấy anh. Nó có một vài vết trầy xước thôi. Còn đẹp keng này. Vàng khoen thì sáng trưng cho mình luôn nha. Bát là bát Fuji cho mình luôn ạ. À. Bát Fuji luôn ha. Đấy, cây này còn sáng trưng luôn nha mấy anh. Rất là đẹp. Cây cần mã số 8 chiều dài 2,4 m ạ. À. Ngọn 2,4 l. Trọng lượng 222g. Em bán với giá là 230k cho cây cần này nhé. 230k. Đấy.
Cây này còn đẹp keng nha mấy anh, mã số 8 ạ. 230k. Mã số 9 thì em có một cây cũng là 2m4 luôn mà cũng 3 khúc đây, độ mới cũng còn cao cho mình luôn. Nó bị chày xước dâm ngay chỗ cái lóng này nha mấy anh. Trọng lượng là 210g, ngọn cũng 2 ly 4 luôn cho mình nè, à. Ngọn 2 ly 4 ha. Mấy cây này câu bè rất là ok nha mấy anh. Vàng khoen loại sứ trắng nè, còn rất là ok nè. Đẹp keng cho mình ha, bát là bát kim loại chắc chắn ạ, à. Tay cầm khúc dưới này. Cây này độ mới còn tầm khoảng là 85 cho tới 90% nha. Cái cần mã số 9 này em bán với giá là 220k cho cây cần này nhé. Chiều dài 2m4 3 khúc nha mấy anh. Đấy, nước sơn còn sáng cho mình luôn ạ. À. Mã số 9 ạ, 220k. Mã số 10. Số 10 thì em có một cây này chiều dài là 2m7 nha mấy anh. Cây này 2m7 nha. Cây này thì nó có trọng lượng là 328g và ngọn 3 ly 2 nha. Bát là bát Fuji cho mình luôn nha. Bát Fuji cho mình luôn nè. Đấy, vàng khoen loại sứ đẹp keng luôn nha mấy anh. Sáng trưng luôn ạ. À. Ngọn đây. Ngọn 3 ly 2 cho mình luôn nha. Ngọn to ha. Màu nước sơn này còn sáng trưng luôn. Đấy. Nó bị mất cái tem ngay chỗ này nha. Cây này còn mới lắm luôn nha mấy anh. Còn mới ạ. À. Độ mới đẹp keng hơn 90% nha. Vàng khoen này. Loại sứ này sáng trưng luôn. Chiều dài 2m7 ạ. Ngọn 3 ly 2. Cái cần mã số 10 ạ, em bán với giá là 300k cho cây cần này nhá. Chiều dài 2m7 nha mấy anh. Cái màu nước sơn còn sáng quá ạ. Đẹp keng hết cho mình luôn. Vàng khoen loại sứ nha, bát thì bát Fuji luôn. Cái cần mã số 10 ạ, giá 300k, mã 10 300k nha mấy anh, mã 10. Mã 11 ạ. 11 thì em có một cây cần 2 khúc nha, mà cái ngọn nó dài hơn cái bát đây ạ, à, cái gốc ạ. À. Này, cây này đánh cá sông rất là ok nha mấy anh. Ngọn 2 ly 4 nha, cầm cái phôi rất là cứng cáp cho mình ạ. À. Trọng lượng 388g ạ, à. Ngọn 2 ly 4 nè. Trọng lượng 388g. Cây này độ mới còn tầm khoảng 80% nha, 80%. Đấy. Bát Fuji nè. Đấy, bát xịn cho mình luôn nha, bát rất là xịn sò ha. Này, cái góc của nó đây có khắc chữ như này cho mình luôn nha mấy anh. Đó, góc là bằng gỗ nha. Đấy, cái cần mã số 11 ạ, một cây cần 2 khúc nha. Cây này chiều dài của nó là, để em xem nào, 1m8 này. Cây này 1m8 nha mấy anh, cây này 1m8 ạ. À. Cây này 1m8 nha. Em bán với giá là 220k, mã số 11 220k nha. Đấy, ngọn này rất là cứng nha. Mã 11 220k nha, mã 12 thì một cây 3 khúc đây ạ. À. Cây 3 khúc này chiều dài là 2m7 luôn nha mấy anh, 2m7 ạ. À. Vàng khoen còn nội sứ còn sáng trưng này. Cây này thì nó có trọng lượng là 577g và ngọn 3 ly 2 cho mình luôn, ngọn 3 ly 2 ạ. À. Cây này độ mới còn tầm khoảng là 85% nha mấy anh, 85% ha. Bị trầy xước ha. Cây này nó có vết trầy xước nha mấy anh, đây này, ở cái lóng này thôi nha, mấy lóng khác thì trầy xước dâm thôi. Đấy, bát là bát kim loại cho mình luôn ha. Vàng khoen loại sứ còn đẹp keng ạ. À. Sáng trưng cho mình luôn nha. Cái cần mã số 12 à, em bán với giá là 330k nha mấy anh, 30k ha, đánh gền bạc bãi này. Đấy, đánh lục đầu cần vẫn được luôn nha mấy anh. Rất là ok ạ. À. Mã số 13. 13 thì em có một cây đây, chiều dài đây ạ. À. Cây này cũng 2m7 luôn nha mấy anh, 2m7 ạ. À. Cây này độ cứng là 15 cho tới 20 nha. À, này là 3m nha mấy anh, cây này 3m ạ. À. Độ cứng tầm khoảng là 15 cho tới 20 nha. Cứng 15-20 ạ. À. Ngọn là 3 ly 1, trọng lượng là 482g nha. Vàng khoen loại sứ trắng này. Cái này nó bị dính cặn mũi biển nha mấy anh, dính cặn mũi biển.
Đấy, màu nước sơn vẫn còn sáng nha, có bị trầy xước dâm thôi. Cái cần 3 khúc 3 mét đặt cứng 15-20 nha. Đấy. Vàng khoen lõi sứ này còn sáng trưng đẹp keng cho mình luôn ha, chưa bị gì hết luôn. Cái bát này ạ. Cái cần mã số 13 em bán giá là 250k cho cái cần chiều dài 3 mét này nha mấy anh. Đấy, 250k, 250k cho cái cần này ạ, 250 ạ, vàng khoen còn đẹp keng nha. Mã 13 250k. Mã 14 ạ. 14 thì em có một cây 3,3 m nha mấy anh, một cây 3,3 m cho mình ạ. Đây. Cây này thì độ mới của nó còn tầm khoảng là 75% ạ, 75 cho tới 80% nha. Ngọn là Paliba, trọng lượng là 437 gram, đến từ hãng Daiwa cho mình luôn nha. Ngọn đây, ngọn Paliba, trọng lượng là 437 gram, vàng khoen loại sứ trắng nha. Cây này thì chắc nó cũng chinh chiến nhiều nên nó bị thương tích này. Đó, nó bị trầy xước nha mấy anh. Nó bị cạ, nó bị trầy xước này. Đó. Cọ sát nó bị trầy xước ở ngay chỗ cái lóng này nhiều nha. Đấy, đến từ hãng Daiwa, chiều dài 3,3 m đây ạ. À. Vàng khoen thì vẫn còn đẹp keng hết cho mình nha. Khoen này. Bo tròn, chống xoắn dây ha, chống mài mòn dây cho mình luôn. Bát đây ạ. À. Chiều dài 3,3 m nha mấy anh. Cái góc này. Trọng lượng 437 gram và ngọn Paliba cho mình luôn ạ, à. Ngọn Paliba. Cái cần mã số 14 em bán với giá là 250k nha mấy anh. Đấy, 250k cho cây cần mã số 14 này ạ. À. Mã số 15 thì em gửi đến mấy anh một cây cần chiều dài 3,6 m đẹp keng cho mình luôn nha. Cây này cái màu nước sơn nó còn sáng trưng luôn ạ. À. Bát là bát kim loại cho mình luôn nè. Trọng lượng 519 gram và ngọn 3,6 nha. Ngọn 3,6 này, nước sơn đẹp keng ha, sáng trưng cho mình luôn, bị trầy xước lông mèo thôi nhưng không đáng kể ạ. À. Để vàng khoen này còn đẹp lắm luôn. Chiều dài này 3,6 m nha, cứng tầm khoảng là 20 cho tới 25 cho mình luôn nha, đánh lục đầu cần ghen bạc bãi đều được luôn ạ. À. Vàng khoen đây, cây gốc đây ạ. À. Cây này vẫn còn mới nha mấy anh, tầm khoảng 90% nha. Cây cần mã số 15 em bán với giá là 270k cho cây cần này ạ. À. 270k cho cây cần chiều dài 3,6 m này nha. 3,6 m. Ngọn 3,6 m trọng lượng 519 gram. Mã 15 270k thôi ạ. À. Mã 15 270. Mã 16. 16 thì em có một cây chiều dài là 3,6 m luôn, 3,6 m luôn. Vàng khoen thì là lõi sứ nha, lõi sứ đen cho mình ha. Lõi sứ thì cũng còn đẹp keng hết cho mình ạ. À. Bát kim loại cho mình luôn. Trọng lượng là 646 gram, ngọn 3,9 nha mấy anh. Cái màu nước sơn đẹp keng, đến từ hãng Daiwa cho mình luôn ạ. À. Ngọn 3,9, trọng lượng 646 gram. Đấy, màu nước sơn mà. Cái này màu xanh rêu nha mấy anh, màu xanh rêu nhìn rất là đẹp mắt ạ. À. Đây, đến từ hãng Daiwa cho mình ha, chiều dài 3,6 m nè. Cái cần mã số 16 em bán với giá là 350k cho cây cần này nha, giá quá rẻ luôn cho cái phôi này ạ. À. Nước sơn sáng trưng luôn nha, vàng khoen thì đẹp keng ạ. À. Mã số 16 350k, chiều dài 3,6 m ạ. À. Mã số 17 là cây 2 khúc nha mấy anh. Cây 2 khúc này ạ. À. Cây này chiều dài của nó tầm khoảng là 2,7 m nha mấy anh. Cây này 2,7 m cho mình ạ. À. Cây này độ mới còn tầm khoảng 70% nha. 70% mà trọng lượng là 398 gram, ngọn 41, ngọn to cho mình luôn nha, ngọn to ha. Anh nào mà không chú trọng ngoại hình thì cây này cũng vẫn còn ổn mát nha, tại vì cái phôi cần của nó rất cầm rất là chắc tay ạ. À. Vàng khoen loại sứ trắng cho mình luôn nè. Đấy, nó bị trầy xước nha mấy anh, trầy xước ạ. À. Anh nào không chú trọng ngoại hình quá thì cây này cũng còn ok, tại vì cái phôi của nó còn rất là ổn ạ. À. Này, bát kim loại cho mình luôn nha. Cái cần mã số 17 là chiều dài 2,7 m nha, 2 khúc và em bán với giá là 230k nha, bán rẻ cho mình nha. Do ngoại hình nó hơi cũ nên em bán giá 230 cho mình nha. Chứ thường cây này là phải 300 hơn nha mấy anh. Mã số 17 ạ, 200 1 230k, 230k.
Mã 18 thì em có một cây 3 khúc, đây chiều dài 3,9 m nha mấy anh. Trọng lượng 707 g và ngọn 31 cho mình nha, ngọn 31 ạ. Đấy. Cây này màu nước sơn còn đẹp. Cây này cũng đến từ hãng Daiwa luôn, chiều dài 3,9 m ạ. Khoen rất là to cho mình luôn nha, khoen to này. Màu nước sơn này. Có một vài vết chày xước lông mèo thôi nha mấy anh. Bát này, bát Fuji cho mình luôn nha. Ngọn 31 ạ. Trọng lượng 707 g, ngọn chiều dài 3,9 m nha, 3,9 m ạ. Tay cầm ở dưới thì nó cái là cán gỗ nha, cán gỗ cho mình ha, rất là chắc chắn. Cái con mã số 18 mà em bán với giá là 320 k nha, mã 18 320 ạ, mã 18. Mã 19 thì cũng là một cây cần 3 khúc, chiều dài là 3,6 m luôn. Cây này độ mới thì còn tầm khoảng là 85% nha mấy anh. Trọng lượng 580 g và ngọn 3,4 l cho mình ha. Khoen to này, bát kim loại này. Nhìn rất là chắc chắn. Ngọn 3,4 l ạ. Gàn khoen loại sứ trắng cho mình luôn, màu nước sơn còn sáng này. Mấy cây như này độ mới như này là còn cao dữ lắm luôn nha mấy anh. Đấy. Chưa có bị xước xát gì nhiều đâu ạ. Gàn khoen loại sứ thì đẹp keng. Trọng lượng là 580 g và ngọn 3,4 l cho mình nha. Cây này này, chiều dài 3,6 m ạ. Mã số 19 em bán với giá là 350 k cho cây cần này nhé. Cây cần này còn quá đẹp. Mã số 19 350 k. Mã số 20 ạ. 20 thì em gửi đến anh một cây cần Daiwa Kenzaki nha. Phôi rất là chắc chắn ạ. Chiều dài tận 2,7 m nha, hàng nội địa Nhật cho mình luôn ạ. Đấy, gàn khoen này. Cây này cứng tầm khoảng là 300 cho tới 400 nha mấy anh. Cây này săn hàng đánh bắt cá lớn nha, câu cá mập nha mấy anh. Trọng lượng là 755 g và ngọn 5,9 l lận ạ. Ngọn 5,9 l nha, lâu lâu mới về có một cây như này thôi nha mấy anh. Nhanh tay lên ha. Gàn khoen đây. Dạng khoen chân ngắn nha, còn thế này nè. Thiết kế khoen rất là to đùng cho mình luôn nha. Cây này độ mới còn tầm khoảng là 85% cho tới 95% nha mấy anh. 85-90 nha. Cái này là nó bị dính keo nha, em chưa có vệ sinh hết ha. Đấy, mình về mình vệ sinh lại là đẹp thôi nha, không phải bị chày xước gì ngay đây lâu nha mấy anh. Bị dính keo ạ. Chính hãng Daiwa cho mình luôn. Ultra Kenzaki 2,7 m 2 khúc. Cầm rất là chắc tay ha. Vàng khoen này, loại sứ xám cho mình luôn. Bo tròn. Bát đây ạ. Bát kim loại ha. Cây này khá đẹp. Cái cần mã số 20 em bán với giá là 590 k cho cây cần này nhé. Chiều dài 2,7 m, cứng tận 300 đến 400 nha. Ngọn 5,9 m, trọng lượng 575 g ạ. 590 k, mã số 20 ạ, mã 20. Mã 21 thì em có một cây cần 3 khúc đây ạ. Cây này chiều dài là 3,9 m nha, đến từ hãng Olympic ạ. Đến từ hãng Olympic nha. Cái màu nước sơn của nó còn sáng bóng cho mình ha, nó bị dính keo nha mấy anh, không phải bị chày xước ạ. Cái này trọng lượng là 735 g và ngọn 3,5 l cho mình nha, ngọn 3,5 l trọng lượng 755 g. Đấy. Cái màu phôi còn sáng nha, vàng khoen loại sứ còn đẹp keng này. Vàng khoen ok lắm luôn ạ. Cái bát đây ha. Cầm cái cây nhìn thấy là chắc chắn liền luôn. Chiều dài là 3,9 m, 3 khúc cho mình nha. Cây cần mã số 21. Em bán với giá là 380 k cho cây cần này nha. Đấy, 380 k nha. Trọng lượng là 735 g và ngọn 3,5 l nha, màu nước sơn còn sáng. Đấy. 380 k nha, mã 21 380 ạ. Dạ, mã 22 thì em có một cái cây 4 khúc nha mấy anh. Cây này rất là to luôn nha. Đấy. 4 khúc nha mấy anh. Đánh săn hàng cho mình ha. Chiều dài là 6,5 m nha. Ngọn của nó là 5,8 l cho mình ha. Đây em lấy cái ngọn cho mình xem trước nha. Ngọn 5,8 m nè, ngọn to cho mình nha. Ngọn đầu đầu ngọn là cái khoen rồng rọc nha mấy anh, khoen rồng rọc cho mình ha. Đấy. Cái này là trụ cũ họ độ chế, họ quấn keo thêm cho nó chắc chắn nha mấy anh. Nó là như này luôn nha. Đấy. Ngọn rất là to cho mình luôn. Em lên từng khúc cho mình nha, tại vì nó nặng quá em cầm không có hết được nha mấy anh. Rồi, cái lóng thứ hai đây ạ. À. Đây.
Cái này là họ cũng quấn cái keo vô nữa nè, em tháo ra hết một miếng rồi, nó không bị gì hết đâu nha mấy anh, chỉ là quấn keo cho nó chắc chắn thêm thôi à. Đây, khoen đây, cây này độ mới cũng còn ok, cái phôi nó còn sáng cho mình luôn nè, không có bị trầy xước hoặc là cả gì sát vô cái phôi luôn nha. Đấy, ngọn 5 ly 8 này, ngọn 5 ly 8 nha mấy anh. Đây cái gốc lóng thứ ba nha, lóng này thì cũng còn khá đẹp ạ, chưa có bị gì hết. Lóng rất là to luôn, cây này nặng lắm luôn ạ. Rất là to nha, em cầm mà không có hết cái tay của em luôn nè. Nó có cái sợi dây đây, sợi dây sẵn cho mình luôn ha. Khúc cuối này nó còn dính này, bùn đất luôn nha mấy anh. Cây cần mã số 22 à, chiều dài 6 mét rưỡi nha. Em bán với giá 150k cho cây cần này thôi à. 150k cho cây cần này thôi nhé. Xả sale cái cây cần này cho mình luôn nha mấy anh. Đó, 150k nha, cây cần 4 khúc chiều dài 6 mét rưỡi nha. 150k mã số 22. Dạ rồi, cây cần kết thúc video ngày hôm nay của em ạ. À, cảm ơn các anh đã xem hết video của em nhé. Các anh có cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ số điện thoại em ghi trên màn hình nha, hoặc Zalo của em số 0344 555 188 nhé. Chúc các anh đi câu vui vẻ và thuận lợi được nhiều cá. Hẹn các anh ở video tiếp theo ạ. À, chào các anh.